Mời cộng đoàn cùng lắng nghe truyện Thánh Martino de Borez. Chương 2 Martino và Giang Martino sinh năm 1579 và Giang sinh sau đó 2 năm. Một số tài liệu nói Giang sinh trước Martino. Chúng chẳng bao giờ được tới trường vì chúng là những trẻ da đen nghèo. Dường như không ai nghĩ rằng chúng sẽ là những đứa trẻ tốt nếu chúng biết đọc biết viết. Ở thành phố Lima rộng lớn này, chỉ những đứa trẻ con nhà giàu mới có cơ hội đi học. Martino chẳng bao giờ quan tâm tới việc người ta cho rằng cậu chẳng hữu dụng gì, nhưng cái làm cậu buồn thật nhiều đó là sự kiện cha cậu đã bỏ đi và mẹ cậu phải làm việc rất khổ nhọc để nuôi sống gia đình. Giang thường hỏi cậu, "Anh Martino ơi, cha đi đâu? Tại sao cha không trở về nhà?" Cậu cố gắng giải thích rằng cha là người rất quan trọng nên phải đi xa vì nhiều công việc phải làm cho vua Tây Ban Nha. Giang trả lời, "Em ước gì cha không bận rộn như thế." Ước gì cha không quá vất vả để có thời giờ ở nhà với chúng mình. Thật hạnh phúc biết chừng nào nếu chúng mình được cha săn sóc. Martino đồng ý và cho rằng điều đó thật hay. Cậu nói biết đâu cha sẽ trở về với chúng mình một ngày nào đó. Chúng mình hãy cầu nguyện để xin Chúa làm việc này. Thật bất ngờ, Don Juan Borez đã trở về Lima gặp vợ và các con của ông. Ông ở cách đó nhiều dặm tại thành phố Guayaquil, nước Ecuador, phía nam của Peru khi ông đang ở đó chúa đã đánh động lòng ông làm ông cảm thấy hối hận vì đã đối xử với gia đình như vậy ông nói với anna thật là tệ tôi đã gặp nhiều khó khăn trong những năm qua đáng lẽ tôi đã phải gửi nhiều tiền hơn nữa cho mình và các con thật đáng xấu hổ khi để các con phải đói khổ anna sung sướng kể về thời gian qua nào là đôn du quân đã không quên chúng nào là đôn du quân xem rất oai hùng trong bộ y phục của ông cả khu phố bà con lối xóm bàn tán về bà Anna vì thấy Đôn Du Uân đã trở về. Họ nói bà ấy sẽ không còn là người đàn bà làm thuê nghèo nàn nữa, nhưng là một quý bà. Mọi người biết rằng ông Đôn Du Uân đã đem cho bà cả túi vàng lớn, rằng ông đem Martino và Giang đi với ông bất cứ nơi nào ông đi, rằng ông đã hãnh diện về hai đứa con này. Họ còn thích thú hơn nữa khi nghe rằng ông sẽ đem hai đứa con đi Ecuador và gửi chúng vào trường học giang kêu lên cha nói rằng chúng con thực sự sẽ được đi học để biết đọc giống như những con nhà giàu da trắng phải không và chúng con cũng có nhiều quần áo đẹp nữa cha cô trả lời con sẽ có nhiều quần áo đẹp như con muốn và có nhiều tiền để tiêu xài nữa cha muốn con trai con gái của cha là một người tốt và có danh giá trên thế gian này các con đã chịu nghèo nàn bất hạnh như thế là quá đủ rồi giang không thể tin vào tai mình nữa còn anna thì vô cùng vui mừng riêng martino Cậu không biết cảm ơn Chúa thế nào cho đủ, vì Chúa đã ban ngày hạnh phúc bất ngờ và tuyệt vời như thế cho cậu. Đôn Du Uân ở lại Lima vài tuần. Trước đó, ông đã nhận lời sẽ trở lại miền Nam. Nhưng cậu của ông, John Diego đã rất lo lắng, mong ông trở về Guayaquil ngay lập tức vì có nhiều công việc cần đến ông. Vì thế, Martino và Giang rất đẹp trong những bộ quần áo mới chào mẹ để đi với cha. Bạn bè, hàng xóm trong các khu phố gần đấy chào tạm biệt và chúc mừng chúng. Anna không biết nên khóc hay cười. Qua nhiều năm bà đã phải làm việc vất vả khổ nhọc để gìn giữ gia đình nhỏ của bà được gắn bó với nhau. Nhiều lần bà đã ghét bỏ hai con của mình vì màu da đen chúng đã khiến Đôn Du Uân rời bỏ bà. Nhưng bây giờ, bà cảm thấy hối tiếc khi phải xa các con mình. Mặc dù nhiều lần bà phạt Martino vì cậu đã cho những người hành khất tiền của bà, nhưng thực sự bà thương yêu cậu và yêu cả Giang nữa. Bà nhắc nhở chúng, nhớ đừng làm gì phiền lòng ba nghe không? ba các con là người quan trọng trong việc phục vụ nhà vua đừng làm những gì khiến ba các con phải xấu hổ martino trả lời mẹ chúng con sẽ ngoan mà mẹ đừng lo giang nói thêm chúng con sẽ ghi nhớ lời mẹ dạy được đi học không phải là tuyệt vời hay sao anna gật đầu cả khu phố ebiritu santo này mọi đứa trẻ sinh ra không đứa nào được tới trường việc học hành chỉ dành riêng cho con nhà giàu chứ không phải cho người da đen nhưng giờ đây bà không thể tin được Martino và Giang lại được phúc may mắn như vậy. Chúng trông thật dễ thương trong bộ quần áo mới. Chúng sẽ lên đường tới Ecuador, tới nhà ông cậu giàu có ở Guayaquil. Thật như một giấc mơ, Anna nghĩ thế. Bà muốn nói vài lời với chồng trước khi ông đi xa, dù cho có những cặp mắt tò mò của hàng xóm dõi theo. Martino và Giang rời Lima để tới hải cảng Alao, cách đó vài dặm. Trong khi đợi tàu, chúng ngắm nhìn những con tàu đang rời bến đi về miền Nam. Chúng cảm thấy rất lạ vì chẳng bao giờ chúng được đi xa như thế này, chẳng bao giờ chúng nghĩ rằng có nhiều người khác chúng về màu da, tiếng nói như vậy. Và có nhiều chiếc tàu đẹp như thế đang cắm neo ở cảng này. Những cánh buồn vĩ đại nên thơ bay phất phới trong gió trên những chiếc thuyền gỗ kết xù. Ở đó, người da đen, da vàng, da trắng rất đông, họ nói với nhau bằng những ngôn ngữ lạ thật rộn rã. Người đến, người đi tấp nập. Đặc biệt, Martino đã để ý tới những người nô lệ da đen Họ vác trên lưng những khối hàng lớn Và chuyển chúng từ những chiếc tàu vào bờ Rồi từ bờ lên những chiếc tàu khác Họ không bao giờ được nghỉ ngơi Martino hỏi cha Thưa cha Những người da đen vác những bao gì nặng thế Những chiếc tàu đó sẽ đi về đâu Đôn Du Uân cười rồi nói Họ đang vác những khối vàng đó con ạ à. Những chiếc tàu sẽ đi Tây Ban Nha Để phục vụ cho nhà vua Martino kêu Ồ và cậu không hỏi thêm gì nữa. Cậu biết rằng số vàng bạc lấy từ những ngọn núi ngoài thành phố Lima. Người Tây Ban Nha đã xâm chiếm Peru khoảng 45 năm trước, họ rất thích vàng và bạc. Nên họ bắt hàng ngàn người nghèo Ấn Độ và da đen đi làm cho họ trong các hầm mỏ để kiếm vàng bạc. Điều này không có gì đáng nói nếu người Tây Ban Nha là những ông chủ tốt. Nhưng thực sự đã có những ông chủ xấu, chẳng quan tâm gì đến những người nghèo đang làm việc cho họ. Ngay lúc này, nhiều người Ấn Độ và người da đen đang ở trong tình trạng hấp hối vì công việc quá nặng nhọc tại các hầm mỏ, để rồi những chiếc tàu từ ca lao đến đem sự giàu có về Tây Ban Nha. Cậu Martino nghĩ, điều này không đúng chút nào. Con người không được vì ham lợi lộc vàng bạc mà xử tệ với nhau như thế. Tôi tin chắc rằng Chúa rất buồn khi những người da đen này đã phải làm việc quá cực nhọc. Nước mắt cậu tuôn tràn khi cậu nhìn những chiếc tàu Tây Ban Nha chất đầy vàng lần lượt nhổ neo, không đủ thời gian để ngắm nhìn những chiếc tàu đó. Đồn Đồ Du sực nhớ rằng họ sẽ bị trễ chuyến tàu của mình nếu họ không đi ngay. Ông Dục, Martino đến đây, cầm tay Giang và theo cha, "Tàu của chúng ta ở đằng kia rồi." Martino và Giang rất thích thú trên hành trình tới Guayaguay. Khi tới thành phố, chúng thấy Don Diego, ông cậu của cha chúng đang đứng đợi và chào chúng. Don Diego là một ông già, tóc trắng, nhưng nét mặt hiền từ và nhân hậu. Vừa trông thấy ông, Giang đã cảm thấy rất thích ông, Martino cũng thế. Nhưng Don Diego nhìn chầm chầm vào chúng với vẻ tò mò. Ông hỏi, tại sao các cháu đến đây? Các cháu là ai? Các cháu đi lạc phải không? Don Du Uân cười vì nghĩ cậu mình đang nói đùa. Lạc, tại sao? Đây là các con của cháu cậu ạ. À. Đứa con trai tên là Martino, con gái tên Giang. Mẹ của chúng ở Lima như cháu đã viết cho cậu. Cháu đem chúng đi với cháu, hy vọng cậu có thể sắp xếp cho chúng được tới trường don diego vẫn tiếp tục nhìn vào hai đứa trẻ da đen rồi nhìn don du một nét lạ thoáng hiện trên mặt ông martino rất hồi hộp cậu đoán biết được don diego đang nghĩ gì trong đầu tất cả các đứa cháu của ông đều là trẻ da trắng nhưng những đứa này lại da đen nỗi buồn trước đây lại xâm chiếm tâm hồn martino tại sao tại sao màu da lại là vấn đề quan trọng như thế chắc chắn Chúa thương linh hồn người mẹ da đen cũng như Ngài yêu người cha da trắng của cậu vậy. Nhưng đồn du uân không một chút bối rối vì cái nhìn ngờ vực của cậu có thể gây rắc rối cho mình. Ông nói, chúng là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Cháu biết chúng sẽ làm những gì người ta bảo chúng làm và sẽ không làm phiền cậu. Tất cả những gì cháu xin cậu chỉ là cho chúng một nơi ở tốt và lo cho chúng được đi học. Xin cậu làm việc này vì thương cháu. Martino nắm chặt tay Giang, mỉm cười với ông và nói, chúng cháu sẽ làm việc chăm chỉ và không làm phiền ai hết. thật lạ lùng, khi Martino vừa nói xong những lời này, nét mặt ông già trở nên rất tươi với vẻ hài lòng. ông nói: các cháu của ông, các cháu được mời tới Guazawui. các cháu nói là các cháu muốn được đi học phải không? lúc này, Giang không còn sợ ông nữa, nên nói: xin ông vui lòng cho chúng cháu đi học. chúng cháu rất thích được đi học. chúng cháu mới chỉ nghe nói tới việc này trước khi tới đây. Du Duuơn nói chúng nói thật đấy cậu ạ à. điều cháu lo lắng nhất là con trai cháu không có cơ hội tiến lên nó làm việc rất giỏi cậu ạ à. cháu nghĩ nó xứng đáng có một tương lai tốt don diego cúi đầu để cậu xem có lẽ cậu sẽ tìm một thầy dạy tư cậu sẽ cố gắng làm điều tốt nhất cho người máu mũ ruột thịt của cậu tại sao chúng ta lại đứng đây nói chuyện cả ba cha con chắc còn mệt mỏi lắm xe ngựa của cậu đang đợi chúng ta sẽ bàn về chuyện này khi về nhà đến đây các cháu. Martino và Giang rất sung sướng khi được sống ở Guayaqui. Mọi thứ đều mới lạ đối với chúng. Chúng được ở nhà đẹp, ăn những thức ăn ngon, mặc quần áo đẹp và được thầy giáo đến tận nhà để dạy. Chúng học rất chăm chỉ. Không bao lâu, chúng đã biết các mẫu tự. Martino nhanh trí hơn Giang nhiều. Cậu 8 tuổi và Giang 6 tuổi. Cả hai đều học chăm chỉ đến nỗi cha của chúng và cả ông cậu rất hài lòng. Một ngày kia, don Uân nói cháu đã không nói với cậu chúng là những đứa trẻ ngoan không làm phiền toái cho ai sao don diego gật đầu đúng cháu đã nói vậy nhưng cháu đã không nói rằng những đứa trẻ này đã có thể thay đổi đời cậu căn nhà đã thay đổi hẳn từ ngày có martino và giang đến đây là nơi vui vẻ hơn bao giờ hết và hai đứa trẻ luôn làm cậu phấn khởi con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen